Công Phượng trở lại với đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh chính thức gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Huấn luyện viên Chu Xie đau đầu với chấn thương của học trò. Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chu Xie gọi Nguyễn Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam. Theo nguồn tin của VTC News, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3 năm 2024. Sau 9 tháng vắng mặt, ngôi sao sinh năm 1995 mới trở lại đội tuyển quốc gia. Anh sẽ có nhiều cơ hội để ra sân trong hai trận đấu gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Cách đây 2 tuần, ông Chu Xie đích thân sang Nhật Bản để theo dõi Công Phượng trong trận đấu giữa đội dự bị của Yokohama FC và Renova Yamaguchi. Cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu đủ 90 phút. Trước đó một ngày, anh không được đăng ký thi đấu trong trận đấu ở J-League 2 của Yokohama FC. Nhà cầm quân người Pháp đánh giá bóng đá Việt Nam chưa có tiền đạo đạt đẳng cấp châu lục. Vì vậy mà trong thời gian dẫn đầu dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Chu Xie vẫn dành chỗ cho Công Phượng. Tuy nhiên phong độ không tốt và thời gian ra sân quá ít của Công Phượng tại Yokohama FC là nguyên nhân khiến cho anh bị gạch tên tại Asian Cup 2023. Xuyên suốt mùa giải 2023, Công Phượng thậm chí còn không xuất hiện trên băng ghế dự bị dù ít khi gặp chấn thương. Huấn luyện viên Shuhei Yamada chỉ sử dụng Công Phượng vỏn vẹn có 3 phút tại Cúp Hoàng đế của Nhật Bản. Đầu mùa giải năm nay, Công Phượng vẫn không được đăng ký thi đấu trong các trận đấu đầu tiên của Yokohama FC tại J-League 2. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ kinh nghiệm để đương đầu với áp lực. Khi mà Tuấn Hải gặp chấn thương và không thể ra sân, Công Phượng có thể cung cấp thêm nhiều phương án tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Anh có thể đá hộ công, đá tiền đạo cánh hoặc tiền đạo mục tiêu khi cần. Công Phượng cho biết anh còn đang thích nghi với vị trí tiền vệ trung tâm theo yêu cầu thực tế tại Yokohama FC. Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia vào các ngày 21 và 26 tháng 3. Kết quả của hai trận đấu này sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của ông Chu Xie. Ông đang đối diện với nhiều áp lực sau thất bại tại Asian Cup 2023. Tuấn Anh chính thức gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Ngày 11 tháng 3, câu lạc bộ Nam Định thông báo đã hoàn tất được thương vụ chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là sự tăng cường rất đáng chú ý cho tuyến giữa của đội bóng Thành Nam trong giai đoạn lượt về của V-League 2023-2024. Tiền vệ Tuấn Anh là một trong nhiều bản hợp đồng chất lượng mà đội bóng Thành Nam đã thực hiện từ mùa giải 2023-2024. Dự kiến Tuấn Anh sẽ có trận đấu ra mắt mới tại trận đấu Nam Định làm khách trên sân của Hà Nội FC ở vòng 14 của V-League diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Theo huấn luyện viên trưởng Vũ Hồng Việt, tiền vệ sinh năm 1995 là mảnh ghép hoàn hảo sẽ giúp cho Nam Định cải thiện điều còn thiếu. Tiền vệ này được đánh giá cao về bản lĩnh thi đấu là trụ cột trong lối chơi pressing tầm cao, tấn công nhanh và đa dạng. Không ít lần Tuấn Anh thi triển kỹ năng tạo ra đột phá giúp đội nhà xoay chuyển thế trận, vượt khó và giành được chiến thắng ngoạn mục. Hồi đầu mùa, Nam Định đã mang về một loạt hào thủ như là cặp đôi ngoại binh Rafferson, Hendrio, thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Trần Văn Kiên, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Văn Công và Nguyễn Văn Toàn. Với sự thay đổi lớn và đầu tư mạnh về nhân sự, đội bóng của Vũ Hồng Việt đã vô địch lượt đi của V-League, dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 30 bàn sau 13 trận. Tiền vệ Tuấn Anh trưởng thành từ khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG cùng lứa Công Phượng và Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn. Tiền vệ này lên đá V-League từ năm 2015 nhưng chưa đạt được danh hiệu nào cùng đội bóng phố núi. Với việc gia nhập Nam Định, tiền vệ quê Thái Bình có cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu khi chủ sân Thiên Trường đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch V-League mùa này. Tại Nam Định, Tuấn Anh sẽ tái ngộ đôi bạn thân Văn Toàn Hồng Duy và cơ hội lần đầu có được danh hiệu vô địch giải quốc nội cũng sẽ rộng mở. Dưới thời của ông Chu Xie, Tuấn Anh là trụ cột quan trọng trong đội hình của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, do tái phát chấn thương đầu gối, Tuấn Anh đã vắng mặt ở những trận đấu gần nhất của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Khả năng tiền vệ này kịp bình phục lấy lại được phong độ đỉnh cao để lên tuyển quốc gia thi đấu hai lượt trận chạm trán Indo ở vòng loại 2 World Cup khu vực châu Á vào cuối tháng 3 2024 là khá thấp. Huấn luyện viên Chu Xie đau đầu với chấn thương của học trò. Có đến 3 tuyển thủ quốc gia ở vòng cuối lượt đi của V-League phải rời sân trên xe cứu thương để nhập viện kiểm tra chấn thương. Nặng nhất là tiền đạo Tuấn Hải sẽ không thể góp mặt trong hai trận đấu gặp Indonesia. Ông thầy người Pháp Philippe Chu Xie trong hai trận đấu dự khán ở sân hàng đẫy đã tận mắt chứng kiến sự không may của học trò từ những va chạm không đáng có khiến họ bị chấn thương và khó kịp hồi phục. Nhiều cựu binh đội tuyển chấn thương. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 12 tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 với trận đấu lượt đi trên sân Bung Karno và trận đấu lượt về tại sân Mỹ Đình. Trong 10 ngày qua, ông Chu Xie đến nhiều sân bóng để kiểm tra phong độ của các học trò, thăm hỏi một số cầu thủ đang dưỡng thương trước khi có quyết định hội quân. Không may cho ông Chu Xie từ sau Asian Cup khi gần bước vào hai trận đấu quyết định quan trọng nhất mà ông không thể có được đội hình mạnh nhất do nhiều tuyển thủ kỳ cựu bị chấn thương,
Và sau trận đấu cuối lượt đi V-League thì danh sách ấy lại dày thêm. Ông thầy người Pháp trên khán đài sân Hàng Đẫy đã đứng ngồi không yên khi thấy tiền đạo Tuấn Hải bị đồng nghiệp Tăng Tiến của Quảng Nam đạp thẳng vào cổ chân khiến quả bóng bạc Việt Nam phải lên xe ngay cứu thương được nhập viện. Vẫn còn may cho chân sút của Hà Nội không bị tổn thương ở xương, nhưng mức độ chấn thương cổ chân của Tuấn Hải khiến cho anh phải nghỉ dưỡng ít nhất 1 tháng theo khuyến cách của bác sĩ. Không có Tuấn Hải là một thiệt thòi cho đội tuyển trong hai trận đấu gặp Indonesia, trong khi dường như ông Chusie vẫn chưa tìm ra phương án thay thế khả dĩ nào. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo yêu thích của huấn luyện viên Chusie không thể góp mặt ở hai trận đấu cuối đối đầu với Indonesia. Chưa hết, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau pha không chiến va chạm với Pedro của Vitel bị dập môi và chảy nhiều máu. Cầu thủ của Công an Hà Nội gắng gượng dậy thi đấu hết hiệp 1 đã phải lên xe cứu thương vào bệnh viện May 24 mũi. Ông Chusie cũng là người chính cái học trò của mình bị choáng và bác sĩ dặn dò Việt Anh phải nghỉ khoảng 1 tuần, không vận động mạnh để tránh bị đau thêm vào họng. Thủ môn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An dự phòng cho Nguyễn Philip tại Asian Cup cũng ở vòng 13 của V-League hồi cuối tuần đã rời sân trên xe cứu thương trong trận đấu gặp chủ nhà BKMX Bình Dương. Người gác đền của đội bóng xứ Nghệ va đập mạnh vào Charlie Asimener từ một pha cản phá bóng gần cuối trận, khiến anh bị ngất và mất trí nhớ tạm thời. Ông Chusie đau đầu thực sự khi xác định được Văn Hậu, thủ môn Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng chưa hồi phục chấn thương, dựa lại thêm Tuấn Hải và Văn Việt trong lúc Việt Anh nhẹ hơn vẫn bị ảnh hưởng bởi thể chất. Khủng hoảng trên hàng tiền đạo. Trong những sự vắng mặt bất đắc dĩ của nhiều cựu binh tuyển quốc gia vì chấn thương, đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo Tuấn Hải trong thời gian qua luôn là lựa chọn số 1 của ông Chusie, bởi vì sự năng nổ phù hợp với lối chơi chung và thường biết cách nổ súng để tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho các đồng đội. Tuấn Hải ghi bàn mở điểm vào lưới chủ nhà Philippines ở vòng loại thứ 2 Cúp Thế giới 2026 hay phá lưới của Nhật Bản tại Asian Cup. Không có Tuấn Hải là một thiệt thòi cho đội tuyển trong hai trận đấu gặp Indonesia, trong khi ông Chusie dường như chưa tìm ra được phương án thay thế khả dĩ nào. Lại nhớ là sau Asian Cup, chính ông thầy người Pháp đã thừa nhận bóng đá Việt Nam khan hiếm tiền đạo giỏi, buộc ông phải sang tại Nhật Bản để biết được Công Phượng vẫn dự bị tại Yokohama, bây giờ lại mất đi chân sút mà ông luôn giành quyền ưu tiên. Càng nghiệt ngã hơn trong Chusie trong cơn khủng hoảng tiền đạo thì cầu thủ trẻ mới nổi Đình Bắc vi phạm kỷ luật đã 4 trận không có chỗ ra sân trong màu áo của Quảng Nam. Nhưng có thể trong lần hội quân sắp tới, ông Chusie sẽ trọng dụng Tiến Linh và Văn Toàn. Cũng may là Tiến Linh mới nhen nhúm lại khả năng sát thủ trong trận thắng Sông Lam Nghệ An, còn Văn Toàn thì đang là lựa chọn tốt ở hàng công nhà vô địch lượt đi của V-League. Hai gương mặt trẻ hơn là Văn Tùng, Văn Trường không có niềm hy vọng lên tuyển do chuyên môn ghế dự bị, trong lúc Nhâm Mạnh Dũng có cửa tái xuất nhưng còn sẽ còn phải giữ thử thách nhiều.